Chào mừng tất cả các anh em đến với Taxi Coin. Ngày hôm nay thì Taxi Coin sẽ bắt đầu đưa đến cho anh em những video liên quan đến phân tích kỹ thuật và phân tích tâm lý giao dịch khi chúng ta tham gia cái thị trường crypto. Thì đầu tiên, tại sao cái video này mình đánh được video số 1? Bởi vì là với quan điểm của Taxi Coin thì cái tâm lý giao dịch tâm lý của thị trường là cái yếu tố quan trọng nhất là cái yếu tố mấu chốt nhất trong cái việc mà quyết định đến cái việc chúng ta có lời hay lỗ à, tại sao lại như thế với những cái kinh nghiệm qua rất là nhiều năm qua không dưới năm bảy năm đã từng tham gia chơi coi chơi future rồi là tham gia đầu tư vào tất cả những cái mạng liên quan đến lĩnh vực của, của coi rồi là tham khảo những cái những cái người chơi họ đã từng trải họ đã từng trải qua rất nhiều những sương máu đã từng lên voi đã từng xuống chó rồi thì mình đúng rút lại một cái điều là tâm lý giao dịch là cái yếu tố quan trọng nhất là cái yếu tố quyết định đến cái sự thành bại của bạn Là cái yếu tố số 1 Chính vì thế cho nên là mình đã Làm cái video về cái phân tích kỹ thuật uh, Và phân tích tâm lý Mình đặt là video số 1 là là video đầu tiên Bởi vì nếu như cái tâm lý tham gia giao dịch của các bạn Không vững Thì mình chắc chắn một điều là cho dù các bạn giỏi đến đâu Cho dù các bạn phân tích kỹ thuật giỏi đến đâu Các bạn nắm bắt thông tin đến đâu Thì mình khẳng định xin một điều Là cái tỷ lệ thắng của các bạn rất là thấp Ok thì cái tâm lý giao dịch Tâm lý giao dịch là cái gì Thì đại loại chúng ta sẽ có thể hiểu rằng là à, Khi mà chúng ta tham gia vào cái thị trường crypto này Chúng ta mua một đồng coin Hoặc chúng ta chơi future Chúng ta đánh lên đánh xuống Thì nó sẽ có những khả năng là tăng giá này Và giảm giá đúng không Thì khi giá tăng lên Chắc chắn một điều là chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui vẻ hưng phấn Chúng ta kiếm được tiền Nhưng khi giá giảm xuống chúng ta mất tiền Chúng ta bỏ ra 100 triệu Nhưng nay À, cái giá trị đồng coi đấy nó chỉ còn 90 triệu thôi chúng ta bỏ ra một tỷ nhưng nay nó chỉ còn 500 triệu thôi thì chắc chắn là không có thể không ai có thể gọi là vui vẻ được cả Chính vì như vậy Chính vì như vậy cho nên là cái tâm lý giao dịch nó xuất phát nó nó hình thành ra từ trong những cái như thế Còn nếu chúng ta không chơi chúng ta sẽ không có tâm lý gì cả nhưng nếu như chúng ta đã bắt đầu tham gia vào chắc chắn nó sẽ hình thành ra những cái tâm lý giao dịch mà chúng ta à, khi tham gia chúng ta có đó là lỗ chúng ta có những tâm lý khi lỗ lãi chúng ta cũng có tâm lý khi lãi nó hoàn toàn khác nhau trong cái video đầu tiên này thì mình sẽ đưa ra cho anh em cái chu kỳ tâm lý thị trường đây là cái chu kỳ mà đã được đúc rút qua rất là nhiều thế hệ cũng cũng như là qua rất là nhiều những cái chuyên gia mà họ đã đúc rút lại thành một cái gọi là cái tâm lý thị trường giao dịch như thế này đấy các bạn nhé thì việc đầu tiên khi chúng ta tham gia giao dịch thị trường là mình giả sử như các bạn là một người chơi mới một người hoàn toàn mới bắt đầu vào đầu tư vào cái thị trường crypto này một người mới hoàn toàn nhé thế thì khi à, khi mà các bạn không biết cái gì tự nhiên có một ai đó rủ bạn đấy một bạn nghe thông tin ở đâu đó các bạn chơi bắt đầu tham gia vào cái thị trường coi thì chắc chắn một điều là lúc đấy thị trường gần như 80 mình không dám khẳng định 100 trăm đâu nhé nhưng phải đến 80 là cái thời điểm đấy là cái thẻ cả thị trường đang FOMO thì nó gần như là nó vào cái thời điểm này đây chính là cái đồ thị thị đồ thị của cái tâm lý thị trường của chúng ta thì đây là cái cột này là cột sau thời gian nhé cột này là cái cột mà mà nó phản ánh từ cái sự gọi là sợ hãi nghi ngờ cho đến cái sự hưng phấn thì cái gần như là ai ai khi tham gia thị trường cũng gần như là vào cái thời điểm này đấy nó là một cái 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 cái, có một cái sự trùng hợp là như thế. Bởi vì sao? Bởi vì là khi thị trường bắt đầu đi lên, bắt đầu vào uptrend, thì lúc đấy cũng là cái lúc mà thị trường phô mô. Nhiều người sẽ rủ bạn chơi, nhiều người sẽ rủ bạn là lập tài khoản này, rủ bạn làm ga này, rồi là rủ bạn chơi game này FT. Đấy, theo cái chế độ của họ. Đấy, chính vì thế cho nên là hầu hết mọi người đều tham gia thị trường vào cái thời điểm này. Vào cái thời điểm này thì chúng ta chưa có một chút kiến thức gì đấy thứ nhất là kiến thức không có thứ hai là kinh nghiệm cũng không có trải nghiệm cũng không có mà chúng ta gần như là chơi theo cái kiểu gọi là có người rủ dê đấy và thường thì với những cái lời mời chào và với cái sự gọi là gọi là kiếm tiền rất là nhanh chóng như thế thì hầu như là khó mà ai có thể gọi là bỏ qua khó mà ai có thể gọi là từ chối được cái lời mời như thế thì lúc đấy chúng ta bắt đầu bỏ tiền và chúng ta sẽ hoài nghi về cái lần tăng giá này có nghĩa là khi bắt đầu vào các bạn sẽ hoài nghi đúng không? đấy và khi giá tăng được một chút khi khi giá tăng được một chút thì gần như là các bạn lúc đấy các bạn bắt đầu hình thành cái sự hy vọng nhé hình thành sự hy vọng và khi giá tăng được một chút như thế này bắt đầu hình thành chúng ta bắt đầu gọi là có lãi một chút thế thì khi mà chúng ta có lãi một chút thì nó, nó bắt đầu nó lại hình thành những cái tâm lý ví dụ như là à, mình có lên bán không hay lãi một chút như thế này rồi giá nó quay đầu xuống không thì lúc đấy gần như là ai cũng bắt đầu là hy vọng hy vọng được giá lên tiếp có một cái chút lạc quan rồi tiếp tục giá sẽ lên bởi vì lúc uh, chúng ta đang giả sử trong tình huống là chúng ta bắt đầu vào vào lệnh bắt đầu chúng ta mua khi mà giá bắt đầu lên bắt đầu là thị trường FOMO lúc này thì chúng ta bắt đầu có sự lạc quan đến cái thời điểm này là nếu như giá có xuống một chút đấy tâm lý rất nhiều bạn là giá có xuống một chút thì mình cũng vẫn có lãi cho nên là hầu như các bạn đấy là không là vẫn duy trì lại đấy, cho dù xuống một chút chúng ta có lãi phải chờ tiếp, tiếp tục khi giá lên thì lúc này là bắt đầu là có niềm tin, à chúng ta đã kiếm được tiền rồi, một số bạn đã chốt lời rồi, mình có tiền rồi, đấy, mình à, khả năng là mình kiếm được tiền từ đây rồi, từ cái 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 trò chơi này rồi, không ngờ là kiếm tiền cũng không quá khó lắm, bắt đầu là có rồi đúng không? thì chúng ta bắt đầu có niềm tin, có niềm tin thì chúng ta lại càng bắt đầu gì, chúng ta vào nhiều tiền hơn một là chúng ta vào nhiều tiền hơn, hai chúng ta lại rủ dê thêm bạn bè. Tiếp tục khi mà giá lên gần đến đỉnh, thì lúc này là các bạn sẽ gần như rất phấn khích. Chắc chắn cái điều này là bắt đầu phấn khích rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là mua một cái đồng coin nó không khó, mua xong chúng ta để đấy, à, tiền nó lên, chúng ta có tiền, chúng ta bán đi có tiền nó dễ quá, nó dễ hơn cái việc mà chúng ta đi làm rất là nhiều. Thì hầu như lúc đấy chúng ta cảm thấy rất là phấn khích. Khi mà giá lên đến đỉnh điểm thì có một cái điều đấy một cái điều xảy ra đấy chính là oh, lúc này cả bản thân các bạn cũng thấy mình thật là giỏi chúng ta thật là giàu có lúc này thậm chí là có những cái đồng coi có những cái đồng coi trong cái thời điểm phong mô này tăng đến hàng chục lần có nhiều bạn mua nhà mua xe đấy chuyện thực tế luôn nhé, đấy thì lúc này chúng ta bắt đầu cảm thấy giàu có chúng ta là người đầu tư giỏi chúng ta không ngờ cái việc kiếm tiền nó sẽ thế thậm chí thậm chí mình biết có một số bạn gần như là chuyển sang chuyển gần như là kiếm tiền uh, kiếm tiền hàng ngày bằng chính cái việc là là, 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 là làm những cái công việc liên quan đến coi bỏ cả công việc chính đi đấy chúng ta thật là giàu có đúng không ạ rồi tiếp tục đến cái thời điểm này là bắt đầu giá có sự dao động bởi vì sao bởi vì là một cái tâm lý xả hàng lãi rồi thì nếu như chúng ta lãi rồi mà chúng ta vẫn vất cái tài khoản ở đấy thì rõ ràng là chúng ta được thực ra làm gì có lãi đâu nhưng nếu các bạn rút ra thì lúc đấy tiền thực sự mới về túi lúc đấy mới là thực sự có lãi đúng không thì khi càng lên cao như thế này thì sẽ càng xuất hiện nhiều người bán bán cái đồng coi đi xả hàng thì lúc này lực bán đã cao rất là cao rồi thì chắc chắn sẽ có sự xả hàng xuống giá bắt đầu đi xuống rồi khi mà giá đi xuống thì ở đây thì uh, chúng ta sẽ lại nhầm lẫn rằng uh, giá có thể cũng điều chỉnh một chút giá đi xuống để cho những người người ta chưa mua được người ta sẽ mua rồi giá sẽ tiếp tục lại đi lên thôi đúng không giá có đi lên một chút rồi sẽ bắt đầu xuống ok chờ đợi tiếp bởi vì à, à, đã một thời gian rồi tôi đã trải qua cái việc như này rất nhiều rồi giá nó xuống một chút rồi nó lại lên thôi đúng không rồi là bitcoin một trăm đô bitcoin một triệu đô rồi là Dogecoin một đô tuzer moon đấy chúng ta vẫn đang phong mua nhau là như thế thế nhưng thực tế là đến thời điểm này là các cá mập đã bắt đầu xả hàng rồi Ok giá xuống nhiều Giá xuống nhiều chắc chắn là lo ngại rồi Bởi vì sao? Bởi vì là Giá mà xuống nhiều thì Rõ ràng là là, là Bắt đầu là cái, 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 cái khoản lợi nhuận của chúng ta Bắt đầu là bị chia nếu các bạn có thể nhìn ở từ đây, nếu ở từ đây thì gần như là cái khoản lợi nhuận của chúng ta đã bị chia đôi. Các bạn nào đang lãi 100 triệu tự nhiên xuống chỉ còn có 50 triệu thôi, rõ ràng là cảm thấy cực kỳ hoang mang. Khi bắt đầu có cái sự hoang mang hoặc là tài khoản một số tài khoản như tài khoản future trò chẳng hạn là bị cháy thì lúc này là bắt đầu hoang mang hoang mang thì sao hoang mang thì bắt đầu xả hàng tiếp bắt đầu lại ngồi nghĩ ngợi mình có nên bán không hay mình chờ nếu như mà mình bán đi thì nhớ nó lại quay lại quay đầu lại nó lên thì sao nhưng mà nếu như mình không bán thì nó lại xuống thì sao lúc đấy cái tâm lý bắt đầu rằng xé bắt đầu là rất là rằng xé rằng xé các thứ thì trong cái lúc mà chúng ta đang rằng xé tông can chúng ta đang suy nghĩ thì lại cá mập nó lại xả tiếp xả tiếp xả tiếp ok khi giá xuống gần như là hòa rồi thì bắt đầu là lại bắt đầu hoài nghi về cái dự án mà chúng ta đang đầu tư hoài nghi về cái thị trường crypto này hoài nghi về cái khả năng của chúng ta tiếp tục giá lại xuống tiếp gần như bằng giá gốc lúc này thì hoảng loạn ai cũng bán lúc này mọi người sợ lắm rồi bây giờ chỉ sợ nó sập thôi ai cũng bán tôi sẽ phải thoát ra hết lúc này thoát ra hết bán rồi đến thời điểm này thì bắt đầu có khả năng là lỗ rồi hoặc cháy tài khoản rồi đầu hàng tôi sẽ bán hết rồi không bao giờ tôi để lỗ thêm nữa rồi lỗ này thôi sau khi thị trường có một cái sự tăng và giảm bơm thổi và xả hàng thì lúc nào nó cũng sẽ có một cái khoảng thời gian nó xoay quay khoảng thời gian này là thật khoảng thời gian để tích lũy này khoảng thời gian này để gần như là một khoảng thời gian để chọn lọc để thanh loại thanh lọc thị trường và một cái khoảng thời gian để tích lũy tích lũy tại sao bởi vì là thứ nhất là cái tâm lý giao dịch của người chơi đang rất là hoang mang thời điểm này sẽ có nhiều người không đầu tư vào nữa hoặc là người ta sẽ dè chừng lúc này đồng tiền nó họ sẽ cẩn thận hơn họ sẽ không đầu tư vào ngay đâu đấy thì nó sẽ có một cái khoảng thời gian là khoảng thời gian tích lũy để cho thị trường tích lũy đủ thứ nhất là đủ về cái tâm lý giao dịch đủ cái sự hưng vấn thứ hai nữa là cũng là đủ vốn nữa đấy các bạn cháy rồi hỏng tài khoản rồi thì rõ ràng các bạn muốn chơi thì các bạn cũng phải đi tích cóp cũng phải có vài tháng lương nữa đúng không đấy thì nó lại xuất hiện khoảng thời gian này thì trong cái thời gian này là thực sự là không không biết được là nó lên hay nó xuống thì bắt đầu là nhiều người chơi bắt đầu là bỏ chán nản có những người thì bỏ hẳn có những người thì bỏ nhưng mà bắt đầu lại chuyển sang chơi future hoặc là chuyển sang uh, mua hô coi vất đấy Tôi ngồi chuyển sang rất nhiều thứ lúc đấy là tâm lý giao dịch các thứ là chúng ta đã bị ảnh hưởng rất là nhiều rồi thế nhưng thế nhưng lại có rất là ít bạn lại có cái khả năng là khi mà chúng ta thua lỗ thì cái việc mà các bạn cần phải làm một số người thì họ sẽ từ bỏ đúng rồi bởi vì là cái thị trường này nó đâu phải là đơn giản đâu không phải là thích là chơi được đâu nhưng lại có rất ít người thực sự bỏ thời gian cũng như là tâm huyết ra để học để học hỏi thêm để nghiên cứu thêm để học hỏi thêm thì lại có rất ít người làm được điều này đấy và nhiều người bắt đầu quay sang là những cái trò ví dụ như là sổ số, số những cái kẹo sổ số, số là nhiều hơn rồi đến cái thời điểm này tiền của tôi đã mất rồi tôi lại đầu tư quá nhiều tôi là thằng ngốc lúc này thì thực sự là, là rất là chán lúc này thì thực sự chán bởi vì là chờ đợi rất là lâu nhưng mà thời thị trường không hồi không có sự phục hồi Đấy. rồi đến cuối cùng khi thị trường đang bắt đầu phục hồi thị trường đang bắt đầu phục hồi thì lại tiếp tục hoài nghi không biết nó có phục hồi thật không hay là nó phục hồi giả nữa đấy rồi chúng ta lại bắt đầu quay ra quay lại cái vòng này vòng này vòng này vòng này đến khi đến khi thực sự chúng ta có niềm tin vào cái thị trường thường thì các bạn đã vào mua vào ở cái điểm không phải là giá rẻ ở giữa lưng chừng và cũng lại chờ khi lở lỗ thì mới thực sự bán đấy là cái tâm lý chung của rất nhiều các trader rất nhiều những cái nhà đầu tư nếu như các bạn có thể nhìn xung quanh chúng ta các bạn có thể thấy là số lượng người chơi lãi không nhiều nhưng những người chơi lỗ rồi là những người từ bỏ rồi những người đầu tư gọi là không chuyên tâm ấy thì lại rất là nhiều bởi vì sao bởi vì thứ nhất là đến những cái kiến thức cơ bản họ đều không nắm được đến những cái tâm lý phân tích giao dịch rồi là tâm lý thị trường rồi là phân tích kỹ thuật rồi là nắm bắt thông tin họ cũng không nắm được thế nhưng mà chúng ta lại không hề biết rằng có rất nhiều người vẫn đang âm thầm vẫn đang rất là giỏi họ vẫn kiếm tiền từ cái việc việc chơi coi kiếm tiền từ cái việc đầu tư coi rất là nhiều luôn chúng ta lại không hề biết nhiều đấy bởi vì sao bởi vì là chẳng ai đi kiếm được nhiều tiền người ta lại đi khoe khoang nhiều cả rất là hiếm chỉ chắc là chỉ có một số thành phần là họ hay khoe lệnh phải lệnh lái ở trên uh, trên trên những cái hội nhóm thôi chứ còn bình thường chẳng ai người ta lại đi khoe khoang những cái việc mà chúng ta thắng ở lệnh này thắng ở lệnh kia hay là tôi kiếm được bao nhiêu bao nhiêu cả nhưng mà những người lỗ thì hay đi kẻ lẻ rất là nhiều đấy chính vì thế cho nên ở đây trong cái video này cái chu kỳ tâm lý giao dịch này nó thực thực sự rất là quan trọng tại sao bởi vì thứ nhất là khi các bạn thời điểm các bạn quyết định các bạn có tiền nhá có khi chúng ta muốn đầu tư rồi nhưng chúng ta lại không có tiền hoặc chúng ta chưa có kinh nghiệm nhưng đến khi chúng ta có tiền rồi thì các bạn cần phải biết được rằng mình đang ở vị trí nào trong cái đồ thị này tiếp theo nữa ở cái hình ảnh này mình muốn cho các bạn xem đấy chính là cái hình ảnh vừa nãy của chúng ta vừa xem này và cái đồ thị của đồng bitcoin trong vòng 3 năm thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây cái quá trình này nó gần tương tự như cái quá trình này khi giá lên và xả này giá lên và xả này nó cũng tương tự như cái 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 phần mà hưng phấn của chúng ta đang đi lên này chúng ta đang lãi rất nhiều này và khi nó xả xuống nó lại mất một khoảng thời gian để tích lũy và bắt đầu lại có cái xu hướng là có thể đi tiếp ở đây thì mình không dám khẳng định là nó sẽ tăng lên lại hay là nó bắt đầu nó đi ngang tiếp đây là chưa nói được điều gì nhé thì các bạn có thể thấy là nó gần như là có một cái tâm lý chung của thị trường kể cả nhé kể cả là chúng ta phân tích từ những cái đồ thị một năm à, phút một tiếng hay là 4 tiếng hay là một ngày hay là một tuần đến những cái đồ thị hàng năm rồi thì cái cái biểu đồ này nó vẫn nguyên giá trị của nó nguyên giá trị của nó nếu như cái đồng Bitcoin lúc đấy nó chỉ có giá 5.000 10.000 đô một đồng thôi thì chắc chắn là rất rất nhiều người ở đây chúng ta không hề biết được đến nhưng khi Bitcoin lên đến 10.000 17.000 thì bắt đầu là VTV cũng nhắc đến rồi bắt đầu một số những người bạn bè cũng nhắc đến nhưng tâm lý của chúng ta là chúng ta đã bắt đầu chúng ta phải hoài nghi ờ bởi vì sao bởi vì là đồng bitcoin lúc đầu nó có giá trị bằng không đến nay nó đã tăng hàng triệu lần rồi nó tăng lên đến 17 bảy đô rồi nó tăng quá nhiều rồi bây giờ nó xả xuống một phát nó về bằng không thì chúng ta mất hết à rất nhiều người có tâm lý như thế và chúng ta sẽ gì chúng ta hoài nghi và chờ đợi đến khi cái đồng bitcoin này nó lên đến 40 mươi năm mươi nghìn à, lúc đấy bắt đầu cả thị trường rầm rộ lên tiếp tục đài báo tiếp tục nói và lúc đấy chúng ta quyết định à vào tiền Ôi lúc đấy là Bitcoin lúc đấy là niềm tin 100.000 Niềm tin 100.000 đô đó là đơn giản lắm Vì nó tăng quá kinh khủng luôn Nhưng đùng một phát nó xả Khi nó xả xuống như thế này Đấy lại tiếp tục cá mập họ lại mua vào Chứ lúc đấy người chơi lại không dám mua vào nữa Rồi đến khi nào Đến khi sự hưng phấn của chúng ta lên được độ Thì cá mập họ lại xả ra những người chơi lãi họ lại xả ra, xả ra, xả ra, xả ra. Đến đến thời điểm này, Bitcoin xuống đến Bitcoin xuống đến 15.000 thì rất nhiều người từ bỏ, rất nhiều người uh, chọn con đường khác hoặc là cháy, chia 5, chia 3, chia đôi tài khoản rất là nhiều luôn. Bởi vì hầu như hầu như chúng ta lại vào ở khoảng thời gian này. Nhưng lại chúng ta lại chờ đợi và bán tận khoảng thời gian này. Cái khoảng thời gian mà Bitcoin nó sập này nó quá nhanh. Và chúng ta lại phải bán ở khoảng thời gian này. Đấy. Đến khi Bitcoin mình đang ví dụ như Bitcoin đang đưa lên đến giá là 27.000 thì lúc đấy mọi người lại hoài nghi không? rồi nó lên 30.000, lúc đấy có khi mới vào tiền nhưng rồi lại cuối cùng nó lại sập xuống thì làm sao? Thì rõ ràng là cái chúng ta cần phải nắm được cái tâm lý giao dịch thị trường này trong từng khung thời gian một và trong cả quá trình giao văn một. Và nếu như thời điểm đẹp nhất thì các bạn hãy áp dụng cho mình một cái cái yếu tố sau đây. Cái câu nói rất là quen thuộc của một uh, nhà đầu tư rất nổi tiếng đấy là hãy tham lam khi thị trường sợ hãi và hãy sợ hãi khi thị trường tham lam. Khi mà thị trường sợ hãi là cái khoảng thời gian này khoảng thời gian này, đấy là lúc đồng coi cho chúng ta cái giá tốt nhất gần như là tốt nhất, nhá. Cho nên là ví dụ như mình mình ví dụ như khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian uh, sợ hãi đi. Đây, khoảng thời gian này là khoảng thời gian sợ hãi đi. Cho dù chúng ta có mua ở đây, hay chúng ta có mua ở đây, thì chúng ta vẫn có lãi nếu như giá lên này và giá lên đến đây này, chúng ta vẫn có lãi hoặc hòa. Nhưng nếu như các bạn Uh, tham lam khi mà người khác sợ hãi đấy là khi này này đấy là chúng ta phải tham lam nhé khi người khác sợ hãi đây là người khi người khác sợ hãi này khi người khác sợ hãi này khi người khác đang sợ hãi đang nghi ngờ này khi người khác đang sợ hãi nghi ngờ này thì đấy là lúc để chúng ta phải tham lam còn khi mà cả thị trường tham lam đấy là khi những người chơi khác họ đang rất là hưng phấn họ đang lãi rất là nhiều thì đấy mới là cái lúc mà chúng ta nên bán hàng ra thì quyết kết luận lại là ông nào nhanh tay hơn thì ông đã thắng, ông nào đi trước được một bước thì ông đã thắng. Đấy. Họ à, họ đến khoảng thời gian này họ bắt đầu họ mới hưng phấn, nhưng nếu như mình hưng phấn trước thì mình mua trước ở đây, đúng không? thì mình là người có lợi hơn. Nhưng khi đến đây đến đây thậm chí đến đây thì họ bắt đầu họ mới sợ hãi, nhưng đến thời điểm này hoặc thấy đến thời điểm này mà chúng ta đã sợ hãi rồi thì rõ ràng chúng ta đã bán được sớm rồi. Thế còn nếu như bạn cảm thấy bạn rất là lì đòn Bạn đến tận thời điểm này Này, này mà bạn mới sợ hãi Thì thôi rõ ràng là bạn đã lỗ rồi Còn khi mà người ta bắt đầu người ta hưng phấn Thì bạn còn chưa hưng phấn Đến tận cái đây khi người ta hưng phấn lắm rồi Thì bạn mới hưng phấn Thì rõ ràng là lúc đấy chắc chắn là ăn củ xả rất là mạnh mẽ luôn Vậy thì cái tâm lý thị trường chung là như thế này Và cái kinh nghiệm của mình khi vào lệnh Đấy là các bạn hãy áp dụng cho mình cái phương pháp Là hãy tham lam khi thị trường thị trường sợ hãi và hãy sợ hãi khi thị trường tham lam tuy nhiên tuy nhiên cái price action cái thời điểm để vào lệnh nó không đơn giản chỉ là câu nói đấy thôi nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa thì mình hy vọng là các bạn sẽ cố gắng học hỏi học hỏi và xem những cái video của taxi coi để rút ra được nhiều kinh nghiệm nhất một cái yếu tố nữa cực kỳ quan trọng đấy là khi các bạn áp dụng vào cái đồ thị này thì các bạn cần phải nắm được là thị trường nó đang ở đâu chứ không phải là bản thân các bạn đang ở đâu bản thân các bạn không đang ở đâu thì uh, mỗi người một ý nhưng các bạn cần phải nắm được là cái thị trường đang ở đâu nhé và cố gắng đi trước một bước nhé mình ví dụ như tại thời điểm này thì mình nghĩ là thị trường nó đang ở cái điểm này đây là một cái sự hoài nghi thị trường đang ở một cái điểm hoài nghi này và mình nghĩ là cũng đã có thể sẵn sàng cho việc chúng ta chuẩn bị vào lệnh chuẩn bị thôi chứ không phải vào ngay nhé có thể có được một đợt điều chỉnh hoặc là cố gắng tìm một cái đợt điều chỉnh giá tốt nhất để chúng ta có thể vào mình ví dụ là như thế nếu như là bản thân mình thì hiện tại thị trường đang ở điểm này hoặc ở điểm này ở cái khoảng thời gian này ở cái khoảng thời gian này nhé thì chúng ta có thể áp dụng vào đứng đồ thị bitcoin đây trong cái khoảng thời gian này tuy nhiên nhé tuy nhiên cái việc mà chúng ta mua vào ở một cái giá nào thì nó là một cái vấn đề, vấn đề khác áp dụng chúng ta phải áp dụng nhiều cái yếu tố khác chứ không phải chỉ mỗi chu kỳ tâm lý được thôi. Nhưng nếu như các bạn đã nằm lòng thuộc lòng cái đồ thị này rồi thì rõ ràng là chúng ta uh, đang có thể chuẩn bị cho mình một cái tâm thế, chuẩn bị cho mình một nguồn vốn để chúng ta có thể ở uh, chọn điểm vào cho tốt chứ không phải là xem xong video này vào ngay hay là xem xong video này mua ngay. Ờ uh, tôi thấy thị trường đang sợ hãi tôi mua ngay. Không phải là thế đâu nhá. Ok vậy là kết thúc video này. Là cũng là video đầu tiên về cái phân tích tâm lý giao dịch thị trường. Thì uh, dự kiến là mình còn khoảng tầm 2 đến 3 video nữa là về cái phân tích kỹ hơn, cụ thể hơn về từng nhiều trường hợp trong cái phân tích tâm lý giao dịch thị trường và cũng đưa ra những cái giải pháp để chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề tâm lý đấy. Nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc thì các bạn hãy comment bên dưới để mình giải đáp. Đừng quên like video, subscribe kênh để nhận thông báo về những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn.